chào 500 anh chị em. Clip này mình xin chia sẻ về thông tin bật kiếm tiền cho kênh Shorts. Nhưng trước hết mình xin phép trả lời một câu hỏi của bạn Tùng Nguyễn. Em làm kênh phim ngắn, content, nội dung, kịch bản đều tự sản xuất theo series các tập. Làm 22 tập phim trong vòng 7 tháng được 444 người đăng ký. Trong vòng 2 tuần gần đây, em đăng video short cùng chủ đề lên trực tiếp kênh. Các video short đều là các đoạn ngắn trong phim. Khi đăng thì được đề xuất và thu hút được số lượng người tiếp cận mới, hơn 11.000 đăng ký và 9 triệu lượt xem trong vòng 14 ngày. Giờ em đang phân vân định dừng video short và lập kênh short riêng, còn kênh cũ tập trung sản xuất và chỉ đăng video dài. Thì liệu kênh cũ còn phát triển được không? Mong được các anh chị tư vấn. Theo mình thì Tùng không nên xây dựng một kênh Shorts mới mà tiếp tục phát triển các cái clip ngắn này trên cái kênh cũ. Lý do thứ nhất là chẳng ai mà lại dại gì đập đi xây lại khi kênh mình đang có những cái sự phát triển tốt đẹp như thế cả. Lý do thứ hai là chúng ta không nên nhầm lẫn phương tiện với mục đích. Cái kế hoạch ban đầu của Tùng khi lập kênh là làm các video dài, cho nên trong đầu của mình luôn luôn nghĩ rằng là những cái clip Shorts chỉ là phụ thôi. Chỉ là hỗ trợ cho những cái clip dài. Tuy nhiên thực ra video dài hay video ngắn thì đâu có phải là mục đích của mình, đấy chỉ là phương tiện thôi. Cái mục đích chính của mình là xây dựng được một cộng đồng khán giả, một cộng đồng fan trung thành, luôn luôn ủng hộ, luôn luôn theo dõi mình, dù là mình làm clip ngắn hay là clip dài. Nếu khán giả thích mình làm ngắn, thích những cái phong cách ngắn của mình thì tại sao mình không làm ngắn? Đâu có lý do gì mà mình cứ phải ôm lấy, cứ bám lấy cái video dài của mình. Lý do thứ ba cũng chính là chủ đề chia sẻ của video lần này. Đó là theo một nguồn tin vỉa hè mà mình có được, thì đầu tháng 10 YouTube sẽ mở quảng cáo chính thức toàn bộ trên tất cả các video Shorts. Các cái kênh Shorts sẽ không nhận quỹ Shorts tạm thời như chúng ta vẫn đang nhận bây giờ, mà sẽ được chia sẻ doanh thu chính thức như những cái kênh video dài. Cứ 4 đến 5 clip sẽ xuất hiện một quảng cáo. Như vậy theo tính toán sơ bộ của mình thì RPM của các kênh Shorts có thể lên tới 20-25% so với các cái kênh dài. Như anh em chúng ta đều đã biết thì hiện tại là các cái kênh Shorts đang tạm thời nhận quỹ Shorts với con số là khoảng 10 triệu view thì mới được 100 đô. Quá bèo luôn. Nhưng mà nếu mà RPM đạt được cái con số như mình đã nói ở trên ấy, thì 10 triệu view mỗi tháng các bạn có thể nhận từ 500 đến 700 đô lận. Chúc bạn Tùng thành công và chúc các anh em làm short sớm nhận được những tin tức tốt đẹp nhất. Hẹn gặp lại anh chị em trong một video lần sau.